kênh của mình nha. Đăng ký ngay nha, kênh Yến Hi Chi nè. Các bạn ơi, đố các bạn là mình đang đứng ở đâu đây? Các bạn đoán xem hiện tại Yến đang đứng ở đâu nào? Tình hình là Yến đang có một chuyến đi ra Bắc chơi, đi du lịch. Và điểm tới đầu tiên, đấy là quê hương của mình. Mình phải về thăm anh em họ hàng, ông bà, chú bác, nguyên dòng họ trước đã, rồi sau đi đâu thì đi. Và trong cái video này thì Yến sẽ dắt mọi người đi qua từng cái địa điểm, những cái hình ảnh quen thuộc của làng quê Việt Nam, những cái hình ảnh mà ở thành phố không bao giờ có. Nếu mà các bạn muốn xem những cái điều đấy thì hãy theo dõi hết cái video nha. Đảm bảo rằng mọi người sẽ thấy rất là thân quen, thân thuộc, vì mình như là ở quê hương của mình vậy. Ta-da! Và điểm tới đầu tiên đấy chính là giếng Đình Làng. Ở đây quan sát cái này. Giếng Đình Làng. Rồi đi về. Theo chân Yến Bung đi vào nha. Wow. Giếng rất là to, cực kỳ to luôn. Mọi người có thể thấy rất là to. To quá xé là to luôn. Theo như thông tin Yến được biết thì cái công trình này 700 triệu. Mình cùng xem công trình giếng Đình Làng nhá. Đây là giếng Đình Làng Hố, người ta có câu cây đa giếng nước đầu đình. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem giếng đình. Công trình này chỉ xây, mới xây thôi. Xây trong vòng 2 tháng, khởi công 30 tháng 3, hoàn thành 16 tháng 5. Còn khá là mới, đây sơn rất là mới. Có hình ngôi sao này, hình vuông này. Với hai cây tre rất là vô duyên, mình không biết hai cây tre này làm gì. À, dưới đây nuôi nhiều cá vàng quá, không giống cá chép hay cá coi nhỉ? Nhìn giống cá coi quá. Em không biết. Trong Sài Gòn toàn nuôi cá này này mà cá coi. Còn vàng á. Một hình ảnh rất là nông thôn, rất là làng quê Việt Nam, hình ảnh thân thuộc đây. Ở đây trồng mà dừa hả? Đây dừa hay cau đó. Ở sân trồng rất là nhiều cây, cây này không biết cây dừa hay cây cau luôn. Tình hình là mình không ở đây nên mình không biết phân biệt cây dừa với cây cau khi mà nó chưa có trái. Hàng rào bao quanh thì có những cái cúc sen hồng, biểu tượng của bông hoa, quốc hoa của Việt Nam. Đây các tình yêu ơi, các bạn ơi. Cây này cây gì ta? Là một bụi cây, cây này mới nên chưa được xung xuê xanh tốt lắm. Chủ tịch và 500 anh em ơi, hiện tại thì mình đang đứng trước làng của mình đây, cổng làng đây. Ở đây mỗi cái làng sẽ có một cái cổng làng như thế này, một cái cổng mà viền ngói rồi, có hoa văn thời xưa xưa xưa, nhìn rất là cổ xưa, làng quê Việt Nam. Đây, làng Yên Hoành, hai bên thì có hai câu đối. Như mọi người thấy, khí thiêng, trung đúc nên nhân kiệt, non nước tụ bồi hóa địa linh. Wow. Bây giờ mình cũng sẽ giới thiệu những cái địa điểm thú vị, những địa điểm đẹp ở trong cái làng của mình nha. Mọi người đừng quên xem hết cái video của Yến Hi Chi nha. Đồng lúa xanh bát ngát, khá là cách biệt. Đây làng Yên Hoành nhưng mà thường gọi tắt là làng Hoành. Bên cạnh làng Hoành bên đây là làng Hố mọi người ơi. Wow, đồng lúa đẹp quá. Ra đây chụp hình sống ảo là bái cháy luôn. Thank you.
điểm đến tiếp theo, đấy chính là chùa làng. Đây chùa làng Yên Hoành á. Đây là chùa làng Yên Hoành, làng của mình các bạn ơi. Wow, rất là nhiều cây. Cây này là cây đào, hoa đào. Mình nhìn là mình biết vì nhà mình cũng trồng. Ghê không? Ghê quá, cây này nhìn như cây giả, đẹp quá. Cái này y chang cái cây giả người ta hay trồng. Đúng rồi này. Đẹp quá, màu xanh non. Cây y chang cái cây giả bình thường ở ngoài quán hay bán nè. Tươi xanh luôn. Cao. Kia là cam mấy bưởi này. Xoài. Ui nhiều quá. To thêm một rồi. Nhiều cây quá. Điểm tiếp theo Yến Hi Chi sẽ dắt mọi người tới, đây chính là cầu Yên Hoành. Khởi công mùng 10 tháng 5 2010 và hoàn thành 4 năm sau 2014, 29 tháng 12 2014 mới hoàn thành, khá là lâu. Hoành tráng chưa? Năm mình thi đại học là vừa xây xong. 4 năm rồi các bạn ơi, 4 năm rồi Yến mới về quê đấy. Từ khi mà đi thi đại học tới khi học xong đại học, sắp tốt nghiệp rồi thì mình mới quay trở lại quê hương mình. Rất là nhiều đổi thay. Và thực sự là sau 4 năm có nhiều thay đổi, có nhiều điều mới thì mình cũng như là các bạn, mình cũng cùng nhau xem những điều mới đó nhé. Thì nước trong này không hiểu vì sao luôn ý. Cái chỗ này chắc người ta múc cát. Có nhiều thuyền, nhiều đò vận chuyển khách. Hồi xưa thì mình từng được bà dắt đi chùa, đi đỉnh. Ở xa xa cũng đi thuyền, đi đò, đi phà đến này, đi mấy tiếng, đi dọc theo bờ sông để tới được cái nơi đấy. Đây nít luôn. Ở đây ô tô tải, ô tô đi nhiều quá, ghê quá. Đi phát là bay hết mũi mình luôn. Bên kia sông thì có núi, ở đây khá là nhiều núi. Các bạn có thể thấy dầu mồ hôi Yến đang chảy tong 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 đây. Trời rất là nóng. Chắc hôm nay ở ngoài đường phải gần 40 độ đấy. Gần 40 độ.
gần 40 độ C ra ngoài đây phơi nắng. Phơi nắng, sắp có lẽ ra bánh mật, ra gì lâu lâu ra trâu nhìn lâu mới đẹp. Vì vậy mọi người hãy nhìn cái áo mình nha, nhìn cái áo mình nha. Nếu yêu thích video của Yến Hi Chi thì hãy đăng ký kênh cho mình. Đăng ký nha, đăng ký nha. Có thác, có nước, quá là tuyệt vời luôn.
rất là thích cái cảm giác sống giữa thiên nhiên trong lành mát mẻ, nhiều cây, không có bụi bặm, đường phố, đường xe như thế này. Đây là đường xuống thác voi, rất là nhiều cây tre, cây luồng, cây to như thế này mà người ta khắc tên lên khắp thân luôn. Đây toàn là cây, một cảnh tượng rất là hoang dã thiên nhiên. Có những cụm thác nhỏ như thế này, khi chơi giống như là cái rừng luôn ý mọi người. Khi mình vào cổng của khu du lịch thì sẽ thấy cái biển chỉ đường xuống thác như thế này, đi hết cái đường xuống thác sẽ tới thác. Một địa điểm lý tưởng để đi dã ngoại đông người, gia đình hoặc một nhóm bạn bè đi dã ngoại picnic rất là vui, rất là hợp lý á. Đây có các bậc thang để mình đi giống như cái hồ bơi, y như cái hồ bơi luôn mọi người, tuyệt vời quá. Ở đây có vài cái hồ bơi luôn ý, nước ở đây sẽ chảy xuống dưới kia. Ui mẹ ơi. Mẹ đi không chú ý thọt nguyên cái chân cài xuống rồi ướt hết luôn. Thảm quá các bạn ơi. Đang ở giờ, mình còn đang đi tới một vài địa điểm du lịch nữa thì giày đã ướt rồi. Hy vọng là với cái thời tiết nắng nóng như thế này đi được một xíu thì sẽ khô. Các bạn ơi, hiện tại thì mình đang có mặt tại một cái địa điểm là di sản thế giới, một địa điểm khá là nổi tiếng. Khi mà mọi người nhắc tới Thanh Hóa thì ai cũng sẽ biết cái địa điểm này, đây chính là Thanh Nha Hồ. Mình đang có mặt tại cổng phía nam, cửa nam. Ở đây thì có bốn cửa, đông, tây, nam, bắc, và cửa nam là cửa chính với ba vòng, còn ba cái cổng còn lại chỉ có một vòng thôi. Đây, cổng nam có ba vòng xây bằng đá như thế này. Đây là cửa chính, cửa tiền. Ở bên cạnh cửa nam thì có phòng trưng bày và các hiện vật để mình vào tham quan ý. Mọi người nếu như mà tới Thanh Hóa thì đừng bỏ quên Thành Nhà Hồ nha, tại huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa.